Tôi quên nói điều này cho các em. Bữa nay là buổi học cuối cùng rồi. Bởi vì thế, các em hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé. Tối nay sẽ là một trận chiến cực kỳ gay gò giữa sói và con người đấy. Và tối nay, người thắng cuộc tức là Yaki sẽ được cung cấp một cái bản đồ kho báu và nó được giấu ở đâu đó ở trong trường này. Và nó là chìa khóa để giúp em thắng trò chơi lần này. Wow, Tuyết, có thể là đó là lá bài hở săn. Chỉ còn một con sói duy nhất cuối cùng thôi, nên tối nay ai giữ lá bài ma sói sẽ được phép ăn thịt tất cả mọi người không giới hạn. Hả? Thế là hơi bị khó ăn cho phe dân làng rồi. Ôi, sợ quá đi mất. Thế nhé, tối nay sẽ không có cuộc bỏ phiếu nào đâu, nên mọi người hãy thật là cẩn thận trong hành động của mình. Chúc may mắn. Maya nhìn kìa, cuối cùng cũng đã 12 giờ rồi đó, cẩn thận đấy nhé. Ừ, tôi biết rồi, cơ mà Chika đâu? À, cậu ta đã trốn trong phòng mà có Ripper canh giữ rồi, cần phải bảo vệ cậu ấy tuyệt đối, và làng mà. Ồ, Ripper à, vậy còn Jack thì sao? Trong hai bọn họ có vẻ không được thân thiết như trước nữa. Đó là bởi vì sau cái chết của Shinigami... Maya, cậu cũng nên đến chỗ Chika cho an toàn đi, tớ tự lo liệu được. Không, lần này là tớ phải theo cậu. Không phải là ở lớp học trước là tớ thường tách riêng với cậu, nên sẽ bị thua sao? Ừ, thôi cũng được, nhưng mà cậu nhớ để ý xung quanh nhé. Ok. Và đây là cái bản đồ kho báu nè, nhưng mà tớ nhìn chẳng hiểu gì cả. Cậu xem thử đi. Đúng là khó hiểu thật. Này hai cậu. Hai cậu đây rồi. Có chuyện gì thế hả Yasu? Hồi nãy á, là tớ có thám thính khu vực hành lang tầng 2 và tớ thấy Jack đi cùng với Andy đấy. Tại sao lại như thế chứ? Tớ không rõ nữa, nhưng mà có vẻ như là Jack đã làm phản và họ đã có sự hợp tác với nhau rồi. Có khi nào là do Shinigami và Ripper không nhỉ? Jack có thể lừa mọi người đã dẫn sói vào làng cá nhân làng đấy, cần phải ngăn chặn hắn ngay lập tức. Đi rồi, kế hoạch là như thế này nhé. Tớ sẽ đi tìm Jack và Andy để theo dõi. Yasu hãy đi cảnh báo cho người khác, còn Maya thì nghiên cứu về bản đồ kho báu. Ok. Ừ, vậy đi. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Cố lên nha các cậu, đừng ai chết nha. Yasu nói là bọn họ đã xuất hiện ở khu vực tầng 2 à. Không thấy họ ở đâu cả. Bây giờ mình nên làm gì nhỉ? Cứ trốn ở đây mãi thế này thì biết khi nào mới thắng được chứ. Hả? Âm thanh gì thế? Có âm thanh ở ngoài. Tiếng bước chân à? Có ai thế? Phải sói không? Ôi. Có người gõ cửa. Làm sao đây? Cô nên mở cửa ra không? Lỡ là ma sói thì sao? Này Shin, cậu trốn ở đây à? Đừng sợ, con sói đang ở dưới sân đấy. Tôi biết chỗ trốn này hay lắm mà không bị phát hiện ra đâu. Cậu nói thật ư? Thật, đi nhanh nào, không là trễ đấy. Ok ok, mà ai đấy? Ồ, là chắc đấy à? Ừ, đúng vậy, đi theo tớ nào, mọi người đều được an toàn ở chỗ đó thôi. Rốt cuộc, chỗ đó là chỗ nào chứ? Hả? Âm thanh của ai thế? Ai hét lên vậy? Ở phòng đối diện. Ôi không, Xin đã bị sói tấn công rồi, và... cái thằng Jack nữa, chắc chắn là nó đang lừa Xin vào phòng rồi. Nguy quá, làm cái nào để liên lạc với người khác đây? Thế là xong tên đầu tiên rồi, cậu làm tốt lắm. Giờ thì chúng ta nên đi đâu đây? Tôi nghĩ là nên vào thư viện đi kiểm tra đi, có khi một lũ đang trốn ở đó đấy. Ôi không, mà dây đang ở trong phòng đó thì phải, mình phải đi đó để cảnh báo cho cô ta mới được. Hey! Này anh đi, cậu vừa mới nghe cái âm thanh gì không? Phải. Âm thanh này, tôi biết rất rõ. Dịch chuyển tức thời. Này, Chika, Ripper. Được rồi, tôi báo cho cậu một tin đây. Yasu, vậy còn Yaki đâu? Có chuyện gì thế? Tình hình là... là thế đó, hãy cẩn thận đấy nhé. Andy là sói á, và Jack chơi cùng với Andy. Tại sao lại... Này Ripper, tớ nghĩ rằng là cậu cũng nên tha thứ cho Jack đi. Có vẻ như không còn ai bên cạnh, Jack đã trở nên thái hóa tính cách rồi. Tớ chả biết nói sao nữa.
Ồ, thì ra mọi người đều ở đây sao? Hả? Ôi, anh đi kìa, và người bên cạnh, Jack. Maya, có chuyện rồi. À, Yaki, tớ vừa tìm ra thông tin rồi. Hả? Có gì mà cậu lại nghiêm trọng thế? Jack và Andy đang tiến tới hư viện đấy, chúng ta mau rõ đây mau. Ở đây có vẻ an toàn rồi đó. Mà Maya này, lúc nãy là cậu nói là cậu vừa tìm ra cái gì cơ? À, lúc ở trong thư viện là tớ đã vô tình tìm ra cái thông tin lá bài mà Andy nắm giữ đó. Sau bóng đêm. Ờ, thế á, công dụng thật sự của nó là gì thế? Lá bài đặc biệt, sau bóng đêm. Sau bóng đêm là trùm của phe ma sói. Nó có nội tại là không thể bị bỏ phiếu đến chết trong một lần duy nhất. Và nó sở hữu những năng lực cực kỳ mạnh đến liên quan đến bóng đêm. Sương mù đen che phủ màn đêm khiến người khác giảm tầm nhìn trong 30 giây, dịch chuyển tức thời trong khoảng cách 10 mét. Trời, nghe thôi mà đã sợ sợ rồi. Chắc là mạnh ngang với Mars soi lửa đấy. Tớ không nghĩ là một mình cậu có thể đánh bại hắn đâu. Chúng ta cần thêm đồng minh. Cảm ơn cậu đã chỉ cho chỗ trú bọn chúng nhé Jack. Không có gì. Ơ kìa, là sự thật ư? Ôi không, tớ sợ hắn lắm. Hãy cầu nguyện đi, bây giờ ta sẽ giết hết tất cả. Này, dừng lại, không ai lại gần đây. Ta là thợ săn đấy. Tao quên mất điều này chứ. Ủa Ripper, cậu là thợ săn à? Sao tớ không biết gì hết vậy? Một khi ta còn sống thì chẳng có con sói nào có thể sống được cả. Đừng hòng làm bị xấu nhé, ta bắn đấy. Ồ, vậy à. Thế thì trò thử bắn thử xem. Ờ, Jack. Cậu nói cậu bắn mà, giỏi thì bắn đi. Này Jack, cậu tránh sang một bên đi. Cậu đang làm cái trò gì vậy? Nhiệm vụ của tớ là cùng Andy chiến thắng trò chơi lần này. Này Jack, cậu bị hắn lừa rồi đấy. Hắn ta tiêu diệt hết mọi người rồi sẽ đến lừa cậu đấy. Đừng tin lời của hắn Jack. Chúng ta là bạn tốt mà, có phải không? Bạn tốt? Phải. Andy mới là người bạn tốt, chứ không phải là người với cậu đâu Ripper. Không, không đúng. Tớ mới là người thân nhất. Hả? Tớ thật sự xin lỗi cậu Jack. Vì mấy ngày qua đã bỏ rơi cậu. Tớ đã thật sự giận cậu. Nhưng thấy cậu thay đổi như thế này, tớ không muốn như vậy. Đừng vì thế mà làm điều xấu. Xin cậu đấy. Xin lỗi ư? Đã quá muộn rồi. Này Jack, cậu làm sao thế? Mạnh mẽ lên, đừng để lời nói của nó làm cậu động lòng. Tớ mới là người bạn thân nhất của cậu mà. Đau đầu quá đi. Chết tiệt, Ripper, mày phải chết. Mày đang làm hỏng cái ta rồi đó. Ta e là không có vụ đó đâu. Súng ư? Chắc ngươi đấy. Thế liệu ngươi có bắn trúng ta khi không nhìn thấy đường không? Ơ, tại sao mà hết xung quanh tối dần vậy? Tớ không nhìn thấy đường cả. Này, cẩn thận kỹ năng của hắn đấy. Không thấy đường, tất cả nó sẽ lưng tớ. Tớ sẽ bắn thằng Vi trước đây. Mọi thứ dần trở lại như bình thường rồi. Ripper, cậu có bắn trúng nó hắn chưa? Cho tớ xin lỗi, tớ bắn hụt rồi. Trời, Ripper, cậu sao thế? Cắn trúng rồi nhé, vĩnh biệt Ripper. Ôi không Ripper, có thật là cậu đã bị cắn không? Này Jack, không có người thân ở bên cạnh, chắc là cậu cô đơn lắm. Cậu đã khổ sở lắm rồi nhỉ? Chà, kỳ thi lần này khó quá. Cậu làm bài cái được không? Ừ, cũng tạm tạm. Còn cậu? Ơi, 5 điểm làm cùng. Vậy ư? Hả? Đó là ai thế Jack? À, đó là Ripper. Cậu ta là một người khá là ít nói và rất là giỏi chơi bóng rổ. Bóng rổ ư? Sắp tới có bài kiểm tra về bóng rổ đó mà cả hai chúng ta khá là tệ môn này. Hay là nhờ cậu ấy huấn luyện giùm nhỉ? Ý kiến hay đó. Và nói chuyện nào. À, hello, chào cậu. À, cậu là Ripper có phải không? Hả? Sao? Có gì gì không? Hay cậu là ai? Xin chào, tớ là Shinigami và cậu này là Jack. Chả là bọn tớ khá là tệ môn bóng rổ. Không biết là cậu có thể giúp bọn tớ về môn thể thao này không? Phải đấy, nghe đồn là cậu giỏi bóng rổ nhất trường này mà. Không. Nhưng mà tớ không có thời gian đâu. Các cậu nhờ người khác đi. Hả? Âm thanh gì thế? Hình như nó ở hướng này hay sao ấy. Dừng lại. Hai cậu không được lại gần đây. Mau rồi hỏi cho hát đi. Cái thằng này chảnh thật chứ. Nghĩ mình giỏi bóng rổ thì coi thường người khác à. Hoàng về đã chết. Tớ cảm thấy có gì đó lạ lắm cậu ạ. À, lạ là sao? Chúng ta thử nấp ở đây hay dõi cậu ta đến chiều xem.
Buồn ngủ quá, mọi người trong trường về hết trơn rồi, chỉ còn mỗi hai chúng ta thôi. Tại sao chúng ta phải đợi hắn chứ? Khoan đã, cậu nhìn kìa, Ripper đang tiến vào trong bụi và... Ơ kìa, đó có phải là một con mèo không? Nè, ăn đi mèo, đây là cái dấu xích tao nhịn ăn sáng để mua đó. Mày còn đói sao? Xin lỗi nhé, tao hết đồ ăn rồi. Thôi, bye mày nhé mèo, hẹn gặp lại vào ngày mai. Tao hứa là sẽ mang thật nhiều đồ ăn hơn. Này Ripper, cậu lén nuôi mèo trong trường à? Cậu có biết là nhà trường cấm nuôi thú vật không? Thầy hiệu trưởng mà biết được thì tội đấy. Ôi, cậu đã phát hiện rồi sao? Nhưng mà sao nó tội lắm. Tao phát hiện nó vào khoảng cuối tuần trước. Con mèo mẹ của nó bị xe tông, chỉ còn lại máu nó đi lạc trong trường mà thôi, và trong tình trạng chết đói. Tao đã phát hiện ra và cho nó sống tại chỗ này. Chết, cậu đừng báo cho giáo viên biết nhé. Nếu như cậu đã năn nỉ thì ok vậy, nhưng với điều kiện cậu hãy giúp bọn tớ về mâm bóng rổ nhé. Được thôi. Tớ quay lại rồi đây, thức ăn cho mèo nè. Đôi lúc đấy Shinigami nè, cầm lấy mà cho con mèo ăn đi, nó còn đói đó. Từ giờ bọn tớ sẽ hỗ trợ đồ ăn cho mèo giúp cậu cho. Hả, thật chứ? Cảm ơn các cậu nhiều lắm, tớ không biết nói gì hơn. Không có gì. Quả là một kỷ niệm đáng nhớ nhỉ. Cậu có muốn quay lại khoảnh khắc ấy không? Tớ... Sau khi thắng tại trên này rồi, hãy hỏi xin bọn tớ nhé. Chắc chắn là sẽ vui như ngày trước. Nhất định nhé. Không, không, Ripper ơi, tớ hẳn thật xin lỗi cậu. Tớ là hại chết bạn bè nó rồi. Này Jack, đừng có khóc lóc nữa. Nó không phải là bạn cậu, giờ chỉ còn tớ thôi. Tớ hứa sẽ giúp cậu chiến thắng mà. Jack, đừng có nghe lời hắn. Con nhỏ này, mày sống hơi bị dai rồi đấy. Này, không được lại gần. Chica, máu chị đi, cậu chỉ cần một mạng thôi đó. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Để xem, mày có thể chạy nhanh hơn tao không nhé. Bình biệt nhé Chica, giờ mày là của tao. Ôi, Chica bị nguy rồi. Kích hoạt lá bài tiên tri, triệu hồi Mr. Carrot. Đây là đâu? Hả? Cái quái quỷ gì thế này? Chica, cậu có sao không? Hãy cùng tớ chạy trốn nào. Đừng hòng chạy thoát. Đứng lại anh đi. Ta nghĩ rằng giữa hai chúng ta sẽ có một trận chiến đấy. Gia Kỳ, cuối cùng ngươi cũng chịu lộ diện là sao? Đây sẽ là một trận chiến gay gò, sống còn đấy. Dạ. Hừ, cả đấy. Này, anh đi. Tại sao ngươi lại muốn đấu với ta đến thế? Hey, vì sao ư? Bởi vì dùm họ nhà ngươi chính là kẻ thù truyền kiếp của ta. Ngươi nói gì ta không hiểu gì cả. Có thể ngươi không biết, nhưng mà ông nội của ngươi biết đấy. Cái gì cơ? Ôi, mà ra đây tìm kho báu lâu thế nhỉ? Không biết tình hình Gia Kỳ ra sao nữa. Âm thanh gì thế? Gia Kỳ, ta thề rằng ta sẽ nghiền nát ngươi ra thành từng mảnh. Rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ? Sương mù đen. Ôi, mọi thứ tới dần rồi, mình không thể nhìn thấy được. Ha. Tuy ngươi không thấy, nhưng mà ta thấy rất là rõ đấy. Chết đi, chết đi, mày chết đi. Đùa giỡn với ngươi nãy giờ là đủ rồi. Bây giờ ta sẽ chính thức tuyển ngươi xuống địa ngục đây. Không, không. Ôi không, Chica, tại sao cậu lại lao ra như thế? Tớ có thể tự lo lượng luôn mà. Gia Kỳ, cuối cùng tớ đã làm việc có ích rồi, phải không? Tớ không còn vô dụng nữa. Không, Chica, có ai nói cậu vô dụng đâu, đừng có làm như thế chứ. Làm tớ nghĩ đến Maya, hồi ở Season 1, cậu ta cũng lao ra cứu tớ như thế. Nhưng tớ lại thấy rất là vui. Hồi nhỏ, tớ là một đứa rất là hậu đậu, làm việc gì cũng hư bị đó, và mọi người cũng hay nhìn tớ bằng ánh mắt khác nữa. Trời ạ. Con với chả cái, sao con hồi đậu hay hả con? Có thế mà cũng làm vỡ chén nữa hả? Con xin lỗi mẹ. Này cô, cho tớ xin lỗi, cuốn vỡ tớ mượn cậu. Tớ lỡ làm rớt xuống cống rồi. Cái gì chứ? Sao cậu suốt ngày bất cẩn như thế? Cậu thật là vô dụng quá đi. Lần sau, đừng hòng mượn tớ cái gì nữa. Chica... Từ đó đến giờ, tớ tủi thân lắm.
Nhưng mà lúc này đây, tớ rất là vui vì đã làm việc có ích. Không, không, Chica, không, Chica, con không hề vô dụng đâu. Ôi, thật là sướng làm sao, là có thêm một đứa nằm xuống nữa rồi. Anh đi, ông nội ta, thì liên quan gì đến ngươi hả? Đừng có nói nhiều, hãy sao tới đây. Ai? Ôi, may quá, mém chết. Hắn ta là sử dụng năng lực đặc biệt của hắn đó sao? Thừa nhận đi Yaki, là ta giỏi hơn ngươi. Không nơi nào, ta đã mất mát quá nhiều thứ rồi. Chắc đâu, cậu đâu rồi? Tôi biết cậu đang ở trên đó. Hả? Có chuyện gì thế? Chúng ta đã thua rồi, tất cả là do cậu đây chắc. Hãy nhảy xuống đây đi. Phải, cậu nói đúng. Tất cả là do tôi đáng phải chết. Yaki, ngươi sợ thua quá nên muốn giết đồng loại à? Muốn cầu xin ta được tha thứ sao? Ngươi làm được thì ta cũng làm được. Kích hoạt kỹ năng. Ngươi làm cái trò hề gì vậy? Chuyện gì thế? Không hay nào. Xong, nhiệm vụ thành công rồi. Ta đã bị lừa rồi. Andy, kết thúc rồi đấy. Tại sao cậu lại ghét tớ, lớn ông nội tớ? Hồi đó, ngươi biết đấy, tộc người Enderman màu tím là tộc mạnh nhất và cũng được xem là thông minh nhất. Những người Enderman màu xanh như bọn ta không thể nào so bì được với họ cả. Vì thế, trong cuộc bầu cử tổng thống, ông nội ngươi đã thắng ông nội ta về số phiếu. Không những thế, công việc làm ăn của ông nội ta thì thua lỗ vì ít người tin tưởng người Enderman màu xanh. Trong khi đó, ông nội ngươi là tỷ phú. Cả gia đình ta phải sống dưới thân phận thấp kém hơn tộc nhà ngươi. Ta cảm thấy thương ông nội và bố mẹ ta lắm. Bởi vì thế, ta đã không ngừng cố gắng học tập và tập luyện kỹ năng Enderman. Ta mong sau này, ta sẽ cho mọi người thấy được người Enderman màu xanh cũng giỏi không kém gì. Và khi biết được ngươi là cháu nội ông Yoku cũng tham gia trò chơi này, thì ta biết đây chính là thời cơ để ta thể hiện. Nhưng mà, có lẽ ta lại thất bại rồi. Ta cảm thấy xấu hổ cho tộc người Enderman màu xanh quá. Cậu đừng có ý nghĩ như thế. Hả? Tớ cũng chỉ như một người bình thường thôi. Cuộc sống chúng ta vốn là những thử thách mà chúng ta cần phải vượt qua. Cậu không nên vì lòng thù hận mà muốn trả thù như thế. Khi cậu đạt được điều mong muốn khi giết tớ, cậu vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái bóng của ông nội tớ đâu. Thay vì đó, cậu nên phấn đấu học hành và chứng tỏ khi chúng ta thật sự trưởng thành ấy. Yaki, tớ tìm ra kho báu rồi nè, một cái kiếm thợ săn. Đưa cho tớ. Anh đi, kêu tớ xin lỗi nha. Không thể như thế được, ta không thể thua như thế này được. Yaki, cẩn thận sau lưng kìa. Hả? Thôi đủ rồi đấy. Cảm ơn nhiều nhé Jack. Không có gì. Được rồi, anh đi. Kết thúc thôi. Thế là xong rồi sao? Ơ kìa, trời đang sáng thì phải. Hô, trò chơi kết thúc. Bốn người còn sống sót đó chính là Yaki, Maya, Jack và Yasu. Xin chúc mừng, các ngươi sẽ có một điều ước duy nhất. Hãy nói ra đi. Vậy là chúng ta đã chiến thắng rồi sao? Thế là cậu sẽ ước hồi sinh lại à? Nhưng mà nếu là như thế, tớ không dám nhìn mặt Shinigami và Ripper mất. Không sao đâu, khi hồi sinh, bọn họ sẽ mất đi ký ức trong suốt quá trình lớp học ma sói mà. Thật chứ? Đúng là như vậy đấy. Nếu như ta nói không được hồi sinh tất cả mọi người mà chỉ được hồi sinh một người thì sao nhỉ? Cái gì chứ? Sao ông dám hay lỗi lực hả? Ông có tin là tôi đập ông một trận không hả? Ê, ta chỉ nói đùa thôi mà. Các ngươi thật sự muốn ước hồi sinh tất cả mọi người ư? Cái giá phải trả là những người đó sẽ mất đi những ký ức về các ngươi đấy. Đúng vậy, tôi đồng ý. Còn cái cậu thì sao? Tôi cũng đồng ý. Tôi cũng vậy. Thật sự thì cho tớ xin lỗi những gì đã gây ra cho cậu nhé. Được rồi, tớ cũng đồng ý. Ủa, sao mình đang nằm trong phòng vậy? Vậy là điều ước đã được thực hiện rồi sao? Điện thoại, có ai đây? Alo. Alo, Yaki, cậu đã dậy chưa? Cùng tập trung trước sân trường nào. Hả? Cậu ở đó sao? Mày đã làm gì vậy? Alo. Xem ra là mình phải ra ngoài đó rồi. Chắc chắn là mọi người đi được hồi sinh rồi phải không nhỉ?
Yaki, ở đây nè. Chào cậu nhé Maya. Ồ, vậy là đã đông đủ rồi sao? Tất cả mọi người đều đã hồi sinh rồi. Mầm mầm, ngon quá đi. Tớ cứ tưởng là ở đây là quán cà phê chứ. À yeah. Tớ cảm giác mọi người ở đây quen lắm. Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi à? Xin, Cốt, Toàn, mãi là anh em. Hỡi các bạn cậu cơ, tại sao lần đầu gặp nhau mà tôi lại ghét cái tên này như thế? Cô nói cái gì hả? Ác xì, hơi lạnh quá đi. Nhưng mà tại sao ta phải đứng ở đây ta? Chỗ này có gì vui nhỉ? Nhưng tôi lại thích đứng đây. Tôi cũng chả biết nữa. Thằng kia có phải là Yaki không? Tao sẽ tàu cho ông nội tao. Này anh đi. Được rồi, có gì á là ngày mai chúng ta gặp nhau với ông nội đi. Chúng ta cần nói chuyện. Gì thế? Ủa mà khoan đã, Jack đâu rồi? Tôi cũng chả biết nữa. Xin lỗi vì đã đến trễ. Tớ vừa xin phép bố mang theo cái bàn nướng nè. Tối nay chúng ta cùng nhau tổ chức ăn tiệc tại đây nhé. Mắm mắm, trời ơi, thức ăn ngon quá. Này Jack, còn ăn không vậy? Tất nhiên là còn chứ. Cậu qua chỗ đằng kia kìa, nó có nguyên cả một thực đơn đấy. Thực đơn ở chỗ này á? Sao to thế? Hả? Lớp học ma sói phần 3, thợ săn Hedorai. Đáng suy ngẫm đấy. Chúc ngon miệng. Hẹn gặp lại người nhé Yaki. Thank you.